Chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì như các bạn được biết là trà chanh nước hoa, còn gọi là trà chanh giả tay, đang rất là hot trong thời gian gần đây. Thì bây giờ làm cách nào để chúng ta có thể pha được một ly trà chanh thơm ngon, chuẩn vị, phù hợp khẩu vị khách hàng của chúng ta? Thì xin mời các bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay của mình nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ kết hợp với trà lài, thì chúng ta sẽ chọn là trà xanh lài. Và ngoài ra thì các bạn có thể pha thêm với trà chanh thái xanh, thái đỏ hoặc là trà thái hoa hồng nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ủ trà. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình đó là 25g trà xanh lài. Và đối với trà thái thì mình sẽ sử dụng là 20g. Mình đã cho vào túi lọc rồi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình ủ. Và bây giờ mình sẽ tiến hành ủ trà. Các bạn sẽ sử dụng nước sôi 85 độ cho 25g trà lài. Và mình sẽ cho vào đây là 1 lít nha. Và 1 lít nước sôi cho trà thái nha. Tất cả đều là nước sôi 85 độ. Bây giờ các bạn sẽ đậy nắp lại và mình sẽ tiếp tục mình hẹn thời gian mình ủ trong vòng 8 phút. Lưu ý là mình ủ 8 phút thôi, các bạn đừng ủ quá thời gian thì trà của mình sẽ bị chát và đắng nha. Và sau 8 phút ủ trà đã xong thì bây giờ mình sẽ lấy túi lọc trà ra. Mình sẽ nhúng một vài lượt để cho trà mình được ra hết chất nha các bạn. Rồi mình sẽ không có vắt túi trà nha. Các bạn vắt thì trà mình dễ bị chát lắm. Tương tự trà lài cũng vậy. Và tiếp tục mình sẽ cho vào đây là mỗi bên là 800g đá. Mục đích mình cho đá là để sốc nhiệt trà, để cho trà mình giảm độ chát đi nha. Sau khi sốc nhiệt xong thì các bạn sẽ cho trà vào một cái chai nhựa có nắp. Mình sẽ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, mình dùng trong khoảng 2 ngày nha. Vậy là phần ủ trà của mình đã xong. Và đây là nước cốt trà mà mình đã ủ hôm qua đây các bạn. Đó, 4 vị nha: trà xanh lài, thái đỏ, thái xanh và thái hoa hồng nha các bạn. Rồi ngoài ra thì chúng ta cần có chuẩn bị những nguyên liệu sau nha. Và đây là siro chanh, mật ong, nước đường và chanh nước hoa đây các bạn nha. Chanh nước hoa thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn cách để mình sơ chế sơ qua nha. Thì các bạn mua về thì mình sẽ rửa sạch. Sau đó thì các bạn cạo sơ sơ ở cái vỏ này nè, để cho cái tinh dầu chanh, cái tinh dầu vỏ chanh á, nó sẽ được thơm hơn. Khi mình pha ra thì sẽ được rất là thơm. Và mình sẽ bỏ bớt cái đầu đi ha. Mình bỏ bớt hai cái đầu với cái đuôi nè, bỏ bớt ra. Rồi các bạn sẽ cắt khoảng 0,2 cm, cắt lát mỏng khoảng 0,2 cm. Thì các bạn có thể cắt chanh sẵn bỏ trong ngăn mát tủ lạnh, mình dùng trong ngày cũng được nha. Chanh này thì không có hạt và ít nước. Chanh thì có mùi thơm của bưởi, xả, rất là thơm các bạn nha. Thơm lắm. Vì mình để mình cắt dễ bề trơn thì các bạn có thể cắt chút xíu qua dưới đây nè. Để khi mình đặt chanh xuống mình cắt á, không bị trơn nha. Đó, mình cứ cắt lát mỏng như thế này. Đây, các bạn bỏ hai cái đầu. Đó, và mình cắt chút xíu ở dưới từ phía dưới nè, để khi mình úp xuống mình cắt cho dễ các bạn. Rồi chanh này mình đã cắt xong. Và đây là một cái trà giả, bộ giả nha các bạn. Các bạn mua cái loại mà cây dài như thế này nè thì mình giả sẽ dễ hơn và không bị mỏi tay, đỡ bị đau tay hơn. Bình này là bình 1 lít nha. Một bộ của nó là như vậy. Cái này là mình mua là khoảng 220 một bộ này. Còn chanh thì mua khoảng 80 ngàn một ký thôi. Và tiếp theo thì mình sẽ dẫn các bạn cách pha một ly trà chanh giả tay 500ml.
Thì chanh thì mình sẽ sử dụng là 30g. Mình cắt nguyên lát như thế này mình cần 30g. Rồi các bạn cho vào đây một ít đá. Rồi mình sẽ sử dụng cái chày giã để mình giã. Đó, mình giã đâu đó khoảng 15 cái là được nha. Rồi sau khi giã xong rồi, bây giờ mình sẽ đông cốc trà vào đây. Thì ly 500ml thì mình sẽ sử dụng là 150ml nước cốc trà. Thì tương tự Thái, cũng trà Thái thì các bạn cũng đông giống như vậy nha. Mình pha định lượng giống như vậy nha. Và nước đường là 30, từ 30 đến 40 tùy theo khẩu vị ở nơi các bạn nha. Mình cho thêm mật ong 10ml nữa. Mình thấy sử dụng 30ml nước đường là vừa nha. Và mình cho thêm vào đây là khoảng 3ml nữa, 3ml siro chanh. Mình cho ít thôi để tăng thêm cái hương vị đậm đà nha các bạn. Cho khoảng 3ml thôi nha. Rồi, các bạn cho vào bình luôn. Cho thêm đá vào. Các bạn sẽ lắc đều lên. Các bạn sẽ thấy là cái phần trà chanh của mình có những cái tép chanh nữa, rất là ngon luôn nha, rất là thơm các bạn. Đó, đây là ly 500. Rồi các bạn có thể decor thêm một hai lát chanh nữa cũng được, hoặc là không cũng được nha. Thì mình có thể mình kết hợp với trân châu ba quy, mình để lên trên. Mình sẽ kết hợp thêm trân châu ba quy hoặc là trân châu đen cũng được các bạn. Hoặc là thạch nha đam cũng được nha. Trà chanh thì pha ra mình để lâu vẫn bị đắng bình thường nha các bạn. Cho nên là mình bán thì pha ra để khách uống liền thôi, chứ không có để lâu được, không để tủ lạnh lâu được các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình pha một ly trà chanh 700ml cho các bạn tham khảo nha. Ly 700ml. Mình cho đá vào đây. Chanh thì mình cho 50g. Sau đó mình sẽ cho vào đây là 200ml cốt trà. Trà Thái Hồng 200ml. Đường nước là 40ml. Mật ong 20ml. Và siro chanh là 5ml. Siro chanh thì mình cho vào để mình tăng thêm cái hương vị, cái vị đậm thôi. Nếu các bạn không thích thì các mình có thể không cho cũng được nha. Rồi mình thêm đá vào. Bạn lắc đều lên ha. Mình có thể decor thêm một lát nữa cũng được. Và trân châu ba quy. Như vậy là mình đã hoàn thành 2 ly trà chanh giã tay nha các bạn. Rồi chúc các bạn làm thành công nha.
nhớ gửi phản hồi lại cho mình nha.